con anh, này là con em, này là con giúp ba ông ra mà xem. Con ông bên ba thì con cứ theo mẹ, chung chung rồi riêng riêng bị hai éo lên. Ôi gia đình này vui nhộn ghét ta, nhưng cũng có bao điều lộn xộn. Chúng đòi chia đôi thừa kế, con riêng ghét nhau rồi lại thương nhau. Oh, 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 oh. Yêu đương mẹ cha thời ngăn cấm, bay đi là điều con mong ngóng bấy lâu. Xa nhau vì những điểm chung, thương nhau vì bao khác biệt. Giống nhau trong từng tế bào, vẫn chưa làm chi hơn thiệt. Vì gia đình chỉ có một mà thôi. Cha anh, mẹ em vẫn cứ luôn bên nhau. Cha anh, mẹ em chéo ngoe, thiên hạ cứ chê liệu mà khéo che. Trong mắt con mẹ cha sống kiểu cũ, trong mắt mẹ cha con luôn lớn chưa đủ. Vun vén hạnh phúc chưa bao giờ là dễ dàng, nếu biết hy sinh sẽ tránh được bẻ bàng. Đời con còn dài mẹ cha thì ngắn thôi, vì tha lỗi lầm con vì nước mắt chảy xuôi. Cha anh mẹ em vẫn cứ luôn bên nhau. Cha anh mẹ trời ơi, gì mà duyên dữ vậy trời. Ủa ai vậy? Trời, chị Hồng á hả? Ôi, sao nhìn sang cảnh vậy trời? Coi coi. Trời ơi, lại suốt ngày giờ bà đi tiệc nè. Trời ơi, rồi hội nghị khách hàng đồ nữa. Ôi, gặp tôi là tổng giám đốc đồ không à. Dạo này sang chảnh thấy ớn luôn. Không lẽ từ ngày bà bỏ ông Tùng, cái bà lên hương vậy hả ta? Bà lên hương vậy thì mình cũng phải như bà thôi. Có gì đâu mà phải khóc. Không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào mà tình chẳng dang dở, vui rồi cũng đã đến lúc tẻ nhạt. Em nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Cứ mặc định anh là thằng tệ ba. Chính xác luôn, mình phải vậy chứ trời. Phải... Ê, bà vậy thì mình phải tạo mối quan hệ với bà chứ. Để coi tìm số điện thoại. Bắt máy đi. Bắt máy đi. Alo. À, dạ, em chào chị. Em Khanh nè. Chị biết bà, chị có lưu số điện thoại. Trời ơi. Em mới về Việt Nam đúng không? Trời ơi, chị còn quan tâm em mà. Dạ, em mới về Việt Nam á, được tuần rồi. Sao, dạo này khỏe không? À, khỏe chứ, khỏe re à. Thì em về em có nghe tin của chị với anh Tùng á. À, em biết hết rồi hả? À, nhưng mà chị cắt đứt chứ. Anh Tùng là không có được cắt đứt với em nha. Em với chị là vẫn có mối quan hệ tốt với nhau nha 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 nha. Tất nhiên rồi. Chị và anh thì hết duyên, nhưng mà đối với chị, gia đình mình vẫn là gia đình của chị. Tất nhiên rồi. Tất nhiên là gia đình này vẫn là gia đình của chị rồi. Em vẫn là em gái yêu dấu của chị đúng không? Đúng rồi. Vậy á, chị có thể nào gặp em gái yêu dấu của chị không? Gặp hả? Ừ. Sao vậy? Của em là hẹn riêng hai đứa mình thôi đúng không? Tất nhiên rồi. Chị là chị sợ ông Tùng ông gài đúng không? Nhờ em gọi điện để hẹn gặp chị chứ gì. Thiệt luôn á, em thề luôn á, là chỉ có em tìm gặp chị thôi, chứ không có ông Tùng gì trong đây hết á. Nhan, hẹn cà phê với em đi. Thôi được rồi. Vậy thì chị sẽ gửi cho em địa chỉ. Có gì ngày mai em tới, chị em mình gặp rồi nói chuyện tâm sự ha. Dạ. Nè, nhớ gửi cho em nha, ngày mai nhớ gặp em đó nha. Ok. Dạ, bye chị. Bye em. Chị Hồng bả như vậy thì mình cũng phải hơn bả chứ.
Không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào mà tình không gian dở, buồn làm chi, cuộc sống quá tẻ nhạt. Tránh ra. Mạnh có mua đồ ăn cho Khanh à? Không ăn. Tôi không có thích ăn đồ ăn lề đường, hiểu không? Vậy thôi, để lần sau Mạnh mua quán khác nha. No. Tao nói không thích là không thích. Nè, đừng có mua đồ ăn. Để dành số tiền đó nè, đi đổ xăng, hiểu không? Rồi mua cà phê ha, hay là mua cạc điện thoại cũng được. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hay là bây giờ Khanh đến đâu để Mạnh đưa đi? Cái này càng không, tôi tự đi được. Tránh ra. Hey, sao vậy? Sao ngồi thất tình vậy? Thì kiểu Khanh đó, hôm qua Khanh còn đang nói vui vẻ với Mạnh, tự nhiên bữa nay quăng thùng bơ vô mặt Mạnh luôn. Làm sao Anna giải đáp được mấy cái thắc mắc của Mạnh, trong khi Anna không biết được là hôm qua hai người gặp nhau nói chuyện gì? Kể xem nào. Ba mẹ của Mạnh á, bán được chưa? Có chi cho Mạnh chưa? Cái đó điều quan trọng á, trả lời câu đó. À quên nữa, Mạnh con một đúng không? Đúng rồi, em là con một. Nhưng mà về chuyện bán đất đai á, ba mẹ muốn bán cũng bán không được nữa. Sao vậy? Trời, đất to lắm hả? Đất to đến nỗi mà người ta định giá không được luôn đúng không? Gia đình em á là gia đình sống truyền thống. Bây giờ á, cha mẹ chết rồi mới để lại con cái. Bây giờ ông bà em khỏe mạnh, đợi ông bà ông mất xong rồi á, rồi mới để lại cho cha mẹ em, rồi cô chú em nữa, rồi ba mẹ mới hưởng được số tài sản đó. Rồi tới được em á là phải 50 năm sau nữa em mới thành đại gia được. Vậy thôi mà cũng không hiểu. Dễ hiểu vậy mà cũng không hiểu luôn. Tao ơi, bỏ tay luôn đấy Mạnh ơi. Chắc cổ ngày xưa lúc mà Mạnh đẻ ra xong, cậu bà mụ cổ quên lấp não vào đầu Mạnh luôn ấy. Để bây giờ cái chuyện dễ hiểu như vậy mà Mạnh không có hiểu được luôn ấy. Thì nó hiểu gì đâu. Trời ơi Mạnh ơi, một câu chuyện rất là dễ hiểu. Bởi vì Khanh á, cứ tưởng Mạnh là đại gia ngầm, nhưng ai ngờ Mạnh cũng là đại gia đó. Nhưng mà đại gia của tương lai, của cái câu chuyện như của 40-50 năm nữa ấy. Còn Mạnh của hiện tại thì chưa có được đại gia. Bởi vì tất cả những tài sản của ông bà đã sang tên cho Mạnh đâu. Thì dù sao những cái tài sản đất đai của ông bà sau này cũng là của Mạnh. Tự tin quá à. Làm sao biết là sang tên cho Mạnh? Thì Mạnh là con một, cũng là cháu đích tôn. Thôi, tự dưng một ngày đẹp trời bố Mạnh mang về đâu khoảng 4-5 đứa con rơi rớt bên ngoài đường ăn lúc ăn chơi mà không nhớ thì sao? Lúc đấy chắc gì đã là con một mà còn đòi mà được thưởng hết. Anna vô duyên quá à. Nó linh tinh gì vậy? Mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra được. Một ngày, hai ngày sau nó còn khác biệt. Đừng có nói là 3-40 năm nữa. Khanh á, là bây giờ nó cần ngay một đại gia lúc này để có thể hỗ trợ kinh tế cho nó, chứ không phải đợi mà 3-40 năm nữa đâu. Con gái giờ thực dụng vậy ha nè. No. Con gái không hề thực dụng, mà là con gái thực tế. Nhưng mà tùy nha. Như Anna là một đứa con gái rất là dạy trai, Anna sẵn sàng có thể mang cả sổ đỏ cho dai là chuyện bình thường. Nhưng mà nhu cầu con Khanh nó khác. Nhu cầu con Khanh là cần dai phải hỗ trợ cho nó. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Vậy Mạnh có người yêu là Mạnh phải có tiền mới lo được người yêu của Mạnh. Đó là điều chắc chắn. Vậy Mạnh sẽ về nối nghiệp kinh doanh với gia đình. Rồi sao? Tức là ngoài cái khoản mà rất nhiều lô đất mà 40-50 năm nữa mới sang tên cho Mạnh á, hiện tại bây giờ nhà Mạnh vẫn có cả công ty luôn à?
không phải là công ty, là một xí nghiệp sản xuất. Một xí nghiệp sản xuất luôn á? Em ơi thật á? Mà sản xuất nhang bữa nào á mà anh cho vài bó khủng đêm quá. Ngày có hồn đâu mà cho. Mà thôi, nè, nói nghe này. Nói vậy là vui rồi. Bây giờ chỉ cần Mạnh đi về nhà nối nghiệp lại cái công ty đó thôi, là chỉ khoảng vài ba tháng nữa là Mạnh thành đại gia luôn. Nhưng mà tranh thủ đi, chứ mấy cái ngành mà sản xuất như nhà của Mạnh á, thế là nhang khói nọ kia dễ cháy lắm. Anna nói chuyện kỳ cục quá à. Hồi nãy mới nói á là ba mẹ bây giờ dẫn con riêng về, xí nghiệp thì cháy. Vừa vừa thôi, ăn nói vô duyên. Mạnh không nói chuyện với Anna đâu. Mạnh đi đi. Nhưng mà mọi chuyện cũng có thể xảy ra được mà. Cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Ngờ đâu mà miếng dưa mà nó rớt được. Cái gì? Đang yên đang lạnh tự nhiên sao đòi nghỉ? Bây giờ em về nhà, em nói nghiệp gia đình bán nhang. Ui là trời, sao lúc phỏng vấn xin việc không nói gì đi? Tự nhiên giờ đang làm cái đòi nghỉ ngang về nhà bán nhang. Thì anh cũng biết á, gia đình em á là một xí nghiệp nhang. Ba mẹ em muốn em về quản lý. Thời đó tôi thẻ chưa ra sự đời, nên á em không biết cơm áo gạo tiền quan trọng hơn đam mê của em. Anh không cần biết là nhà em làm một cửa hàng nhang, một xí nghiệp nhang hay một tập đoàn nhang, nhưng mà giám đốc không phê duyệt đơn xin nghỉ. Anh Tùng. Mạnh, Mạnh ơi, em nghĩ coi Mạnh. Em nghĩ coi Mạnh. Mạnh, em nghĩ coi. Công ty anh mở ra là công ty trách nhiệm hữu hạn hai anh em mình. Không lẽ vậy em bỏ anh đi sao Mạnh? Em bỏ anh đi rồi anh biết làm sao giờ? Chắc anh phải đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn một mình anh quá Mạnh. Mạnh, Mạnh ơi Mạnh, anh em mình sống chết có nhau kề vai sát cánh mấy tháng nay mà Mạnh. Mạnh, anh không thấy. Lẽ em đành đoạn dứt bỏ anh em đi sao Mạnh? Tăng lương nha, 10%. Anh Tùng, 20%. 20% đó Mạnh. 20% là đủ tiền em dắt bạn gái đi uống trà sữa, đi ăn gà rán, đi ăn bánh tráng trộn, đi rầm sen đập dịch gì cũng được. 20%. Mạnh, trong thời buổi kinh tế khó khăn, không có sếp nào tăng lương cho nhân viên mình 20% đâu Mạnh. 20%. Chốt đơn nha, vô lấy xe chở sếp đi công chuyện. Chị Hồng đây nè. Dạ trời, chờ chị có lâu không? Dạ không, em mới tới. Trời ơi, mới sinh xong mà lấy lại dáng nhanh quá vậy. Đúng là gái một con trong mòn con mắt ha. Chả bù cho chị. Ôi thiệt á, chị khen em quá à. Mà chị nói chả buồn cho chị gì. Em giờ em nhìn chị thiệt luôn á, thay đổi quá trời luôn á, xuất sắc lắm luôn á. Nhìn như một doanh nhân thành đạt vậy đó. Nhìn kìa, hào quang tỏa sáng luôn. Nhìn khí chất lắm, nhìn mạnh mẽ lắm. Trời ơi, nhìn là thích liền luôn á. Thiệt à? Chả bù cho. Lúc mà chị còn ở với ông Tùng, nhìn chét vẹo. Anh Tùng hả? Không phải anh Tùng không. Đâu dạ. Em nói với chị là chỉ có hai chị em mình hẹn nhau thôi mà. Giờ có anh Tùng là sao? Em nói lời mà không giữ lời hả Khanh? Không phải ông Tùng đâu. Chị đừng hiểu lầm. Chị Ông chị đâu cái gì? Cái ông á, ông bị điên hả? Trời ơi thiệt á, hư bộ phu đường hết rồi. Ông á không có đi theo nghe chưa? Để tôi đi giải thích với bà. Không có làm được gì hết rồi. Ê, Hồng ơi, chị Hồng. Hồng, anh Tùng, em nói anh rồi, trốn cái kỹ vô, trốn nhà gốc cây đó ai thấy đâu. Đó làm lỗ hết trơn rồi đó. Mệt quá, không có trùm kia quá trang gì hết á. Làm kiểu nào cũng bị nhận ra à. Tự nhiên tới gần chị Hồng chi vậy? Em không có hiểu được đâu. Mình là chồng nè, mình muốn tới gần vợ mình cũng khó khăn nữa. Phải theo dõi coi là đi với ai, trong khoảng thời gian nào, ở đâu, làm gì.
lỡ có thằng khác nó tranh thủ cơ hội lúc mà hai vợ chồng anh xích mít nó nhào vô rồi sao? À, em hiểu rồi. Anh. Dạ. Anh có cách này. Ok không? Ok. Không nhận ý của ông Tùng hay thiệt luôn á. Mà Anna thấy á, cái mặt ông Tùng kiểu rất là vô dụng á. Mà thỉnh thoảng ông cũng có những lúc mà nhìn người hơi bị chuẩn luôn á. Ý Anna nói ý đó hay hả? Hay sao không hay? Thế mà làm được không? Mạnh không những làm được mà còn quá được luôn ý. Nhìn cái mặt của Mạnh là không ai nghi ngờ là Mạnh đang theo dõi người ta luôn. Ý là Anna nói Mạnh ngầu đúng không? Không, mặt ngáo á. Cái gì? Mặt ngầu. Ngầu ơi là ngầu, cực kỳ ngầu. Nói chung là đây nè, thời tới rồi, cản không kịp. Mạnh mà cứ nhận một vài những cái vụ mà hot hot như này nhá, tương lai á, nó có thể mở ra một cái gọi là văn phòng thám tử tư vô Mạnh. Mạnh cũng nghĩ vậy đó. Mà cảm ơn Anna nha. Ừ. Nhờ Anna đã truyền động lực cho Mạnh. Ừ. Mạnh sẽ đi gặp anh Tùng. Nhận ngay việc liền. Tin Mạnh. Nhớ nha. I tin you. Mạnh đi đây. Trời, chị đừng giận nữa nha. Thật sự là em không biết nữa. Hồi nãy quán cà phê kia ổng đi theo em đâu biết đâu. Thôi mà chị yên tâm đi. Cái quán cà phê này ổng không biết đâu, cho nên ổng không mò tới đâu. Với lại nãy em chửi ổng quá trời luôn. Bây giờ ổng sợ rồi, ổng không có tò tò đi theo chị nữa đâu ha. Nha, đừng giận em nha. Chị xin lỗi Thanh nha. Chị đã hiểu lầm em. Nhưng mà em cũng thông cảm cho chị. Mối quan hệ của chị với anh Tùng bây giờ hơi nhạy cảm, nên chị không có muốn gặp mặt anh. Thì em biết mà, phụ nữ bỏ chồng thì cũng phải đặt xuống, nhấc lên mấy lần mới làm được. Ủa Khanh. Ừ? Bộ em với Henry có chuyện gì hả? Đâu có, làm gì có chuyện gì. Ý em đang nói chuyện của chị với ông Tùng á. Em đang lo lắng vậy thôi. À, chị thấy em hơi suy tư, chị tưởng đâu hai vợ chồng có chuyện gì. Không có, làm gì có. Mà nè. Ừ? Sao em lại muốn theo chị học kinh doanh vậy? Đó giờ em có buôn bán gì đâu. Thì tại vì hồi xưa em độc thân, em có lo gì cho bản thân mình đâu. Giờ thì em có con rồi. Em phải lo đủ thứ á, trăm thứ để chi nữa. Bây giờ cũng phải kiếm tiền nữa. Nó càng ngày càng lớn, mình phải lo cho nó đầy đủ chứ. Cho nên bước chân vô kinh doanh để kiếm tiền đó mà. Đúng là mẹ rồi có khác ha. Mình là phụ nữ, cho dù là độc thân hay lấy chồng thì mình cũng cần phải tự chủ về kinh tế để mà mình tự làm đại gia cho chính mình chứ, đúng không? Đúng rồi. Huống gì giờ mình còn phải lo cho con nữa. Ừ. Vậy thì chị sẽ kéo em tham gia cùng chị trong một cái nhóm doanh nhân nữ. Mấy chị ở đây giỏi lắm. Chị nào cũng thành đạt nè, xinh đẹp nè. Kiến thức ngành nghề rất là... gọi là họ có một cái kiến thức rất là rộng lớn. Mình đi theo họ mình học hỏi được rất là nhiều. Chị nghĩ là chỉ cần em chịu khó học hỏi, thực hành nhiều thì em nhất định sẽ trở thành một nữ doanh nhân giỏi như họ. Em cảm ơn chị nha. Rồi, nhớ giới thiệu cho em đó. Tất nhiên rồi. Với lại có một chuyện này chị giúp em luôn nha. Chuyện gì vậy? Cái chuyện mà em tham gia vô mấy cái này á, chị đừng nói cho cha mẹ biết nha. Trời ơi, kỳ vậy, sao không nói cho cha mẹ biết? Thôi, xưa giờ cha mẹ lo lắng cho em nhiều rồi, giờ em không muốn cha mẹ lo lắng nữa. Trời Khanh ơi, hồi xưa khác bây giờ khác. Bây giờ em chăm lo làm ăn, em kiếm tiền em nuôi con, cha mẹ biết được cha mẹ còn mừng nữa kìa. Chưa kể lỡ em có gì khó khăn trong kinh doanh, cha mẹ không giúp đỡ nữa. Thôi, em không thích cha mẹ giúp nữa đâu. Cha mẹ nào giờ khổ với em rồi. Để cha mẹ sung sướng tuổi già đi. Em tự mình phấn đấu, tự mình kiếm tiền được rồi. Không ngờ nha, cô Khanh dạo này thay đổi nhiều quá, nhận không ra luôn. Ủa? Làm chị bất ngờ lắm đó. Sao bất ngờ chị Khanh nhà ta có một nước đi không ngờ tới.
Trời ơi, có con rồi phải suy nghĩ khác chứ. Trời đất ơi, tôi đang mơ, tôi đang tỉnh gì trời. Trời ơi, sớm dữ vậy. Nè, tôi hỏi thiệt nha, con Khanh nó có bị té rồi, va đầu rồi, đập đầu vào đâu không? Nó có bị sốc tâm lý không? Nói chung là nó có bị té giếng không á? Kể không? Không kể là mờ chạy vô trong đó mờ nói với cha con cái chuyện con. Cái gì vậy? Bạch mưa quá hả? Mưa vô trong nói thiệt thấy căn nhà này dạo này thay đổi dữ lắm nha. Mà cái nhà nó ngộ đó nha, thay đổi.